bài thứ năm là bài dân cư trong luật quốc tế dân cư trong luật quốc tế chúng ta biết rằng dân cư là một trong bốn yếu tố cấu thành nên một quốc gia đúng không ạ và dân cư của nước nào thì do luật của quốc gia đó điều chỉnh tuy nhiên trên bình diện quốc tế người ta cũng điều chỉnh về vấn đề dân cư quan tâm đến vấn đề dân cư như vậy vấn đề dân cư cả luật quốc tế và cả luật quốc gia đều điều chỉnh về vấn đề dân cư dựa trên góc độ luật quốc gia thì dân cư của nước nào do quốc gia đó quy định địa vị pháp lý cho dân cư tuy nhiên dưới góc độ pháp luật quốc tế luật quốc tế cũng quan tâm điều chỉnh về vấn đề dân cư và mục đích của việc luật quốc tế điều chỉnh vấn đề dân cư ở đây là những lý do sau đây thứ nhất là các quốc gia cần quan tâm hợp tác với nhau để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho dân cư thứ hai các quốc gia cần phải có sự hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề xung đột pháp luật về quốc tịch, giải quyết vấn đề không quốc tịch, giải quyết vấn đề hai quốc tịch. Đôi vợ chồng là công dân của nước Ý, đi du lịch sang Argentina và sinh con ở đây, vậy đứa trẻ này sẽ mang quốc tịch nước nào? Vì vậy, các quốc gia cần phải hợp tác với nhau để giải quyết vấn đề xung đột pháp luật về quốc tịch, giải quyết vấn đề không quốc tịch và hai quốc tịch. Ngoài ra, các quốc gia cần phải hợp tác với nhau để tương trợ tư pháp lẫn nhau về vấn đề dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài. Đồng thời các quốc gia cần phải hợp tác với nhau để cùng nhau đấu tranh phòng chống những tên tội ác quốc tế, những tên tội phạm quốc tế như là tội diệt chủng, tội phạm chiến tranh, tội hủy diệt môi trường môi sinh cần phải có sự hợp tác giữa các quốc gia để đấu tranh phòng chống những loại tội phạm này. Và như chúng ta đã biết, kết quả của sự hợp tác này đó là các quốc gia thường ký với nhau những điều ước quốc, quốc tế. Kết quả của sự hợp tác này đi đến việc các quốc gia ký với nhau những điều ước quốc, quốc tế. Và trong điều ước quốc, quốc tế này, nó đã chứa đựng các quy phạm pháp luật quốc tế. Vì vậy mà luật quốc tế cũng quan tâm điều chỉnh về vấn đề dân cư luật quốc tế cũng quan tâm điều chỉnh về vấn đề dân cư. Cho nên là chúng ta lý giải tại sao cái chương dân cư này do luật quốc tế điều chỉnh là vì những lý do như vậy. Một năm mã chúng ta đề cập tới đây đó là vấn đề khái niệm dân cư. Vấn đề khái niệm dân cư. Và vì vậy, khi bàn đến khái niệm về dân cư trước hết, người ta bàn đến về định nghĩa về dân cư sách giáo khoa các anh chị xem dân cư được hiểu là tổng hợp những người dân sinh sống trên lãnh thổ của một quốc gia nhất định và phải tuân theo pháp luật của chính quốc gia đó à, đây là tổng thể những người dân sinh sống hay cư trú trên lãnh thổ của một quốc gia nhất định và phải tuân theo pháp luật của chính quốc gia đó và từ cái định nghĩa này người ta mới thấy rằng Tổng thể những người dân ở đây gồm những đối tượng nào? Và vì vậy chúng ta sang phần thứ hai ở đây, đó là vấn đề phân loại dân cư, vấn đề phân loại dân cư. Người ta dựa vào rất nhiều tiêu chí để phân loại dân cư. Nếu như dựa vào tiêu chí ngôn ngữ thì dân cư được chia ra làm rất nhiều loại. Ví dụ như ở Việt Nam ta có 54 à ở Việt Nam ta có 54 à, dân tộc thì có 54 ngôn ngữ khác nhau chưa kể người nước ngoài chưa kể người nước ngoài vì vậy nếu như căn cứ vào tiêu chí ngôn ngữ người ta có thể chia dân cư ra thành rất nhiều loại và nếu như dựa vào địa vị pháp lý thì người ta cũng có thể chia dân cư ra thành nhiều loại tuy nhiên một trong những cách phân loại phổ biến nhất ở đây đó là căn cứ vào quốc tịch một trong những cách phân loại phổ biến nhất ở đây đó là dựa vào quốc tịch mà người ta chia dân cư ra thành hai loại chủ yếu. Loại thứ nhất đó là công dân của chính nước đó. Đối tượng này chiếm đại bộ phận trong dân cư. À. Đó là công dân của chính quốc gia đó thì những người này phải mang quốc tịch của quốc gia. Vì vậy, đây là đối tượng thứ nhất. Và đối tượng thứ hai đó là người nước ngoài. Đó là người nước ngoài. Đa phần các quốc gia thường quy định là người nước ngoài là người không có quốc tịch của quốc gia mà anh ta đang cư trú. Và vì vậy, người nước ngoài này căn cứ vào quốc tịch mà người ta chia người nước ngoài ra thành ba loại. Người ta chia người nước ngoài ra thành ba loại. Loại thứ nhất đó là người nước ngoài người có một quốc tịch, người nước ngoài có một quốc tịch. Loại thứ hai đó là người nước ngoài có nhiều quốc tịch và loại thứ ba là người nước ngoài không có quốc tịch. Người không có quốc tịch cũng được coi là người nước ngoài. Vì vậy, như vậy dựa vào tiêu chí quốc tịch, người ta chia dân cư ra làm hai đối tượng chủ yếu, thứ nhất đó là công dân của chính quốc gia đó và thứ hai đó là người nước ngoài, đó là người nước ngoài. Và người nước ngoài này bao gồm ba loại, thứ nhất là người nước ngoài có một quốc tịch, thứ hai là người nước ngoài có nhiều quốc tịch và thứ ba ở đây là người nước ngoài không quốc tịch, người không quốc tịch. Vấn đề quy định địa vị pháp lý của dân cư, phần này các anh chị xem trong sách giáo khoa. Địa vị pháp lý của dân cư là do từng quốc gia quy định. Dựa trên cái tính chất chủ quyền của mình.